Các bạn thân mến, trong bản tin hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Các bạn thân mến, chắc hẳn rằng những người con Đức Việt đều đã ít nhất một lần được nghe hoặc biết đến về cuộc chiến biên giới năm 1979, cuộc chiến mà người Trung Quốc để tự nhận là một cuộc phản công để tự vệ hay là dạy cho Việt Nam một bài học sau khi Việt Nam diệt trừ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Một thế lực được Trung Quốc chăm chút và hậu thuận. Xong, có lẽ điều mà ít nhất người biết đến đó chính là trong cuộc chiến tranh năm ấy, Trung Quốc đã cho quân huy động tới một phần năm tổng số máy bay hiện có tương ứng với 700 chiếc và sẵn sàng tác chiến trên chiến trường. Tuy nhiên, cuối cùng thì các máy bay này chỉ bay trong không phận và không đánh phá vào Việt Nam. Vậy tại sao mang tiếng là muốn dạy cho Việt Nam một bài học mà Trung Quốc lại không sử dụng quân đội máy bay đó để rồi phải nhận lấy kết cục bê thảm? Chính quyền Bắc Kinh bây giờ không bao giờ muốn nhắc lại. Để đi tìm câu trả lời xác thực, thưa mời các bạn cùng với kênh Người Việt News trong video ngày hôm nay nhé. Nói về vấn đề không kích, không quân trong cuộc chiến năm 1979, thì quân đội Trung Quốc đã từng đưa ra lời giải thích là vì họ muốn giữ tính chất của chiến tranh chỉ là chiến tranh biên giới. Tư lệnh không quân Trung Quốc khi đó là Trương Đình Pháp để đề xuất phương châm chỉ đạo tác chiến, đó là dương cung đợi bắn, tức là đối với lực lượng không quân sẽ không hành động trước mà chỉ là phòng thủ sẵn sàng mà thôi. Đồng thời, ở vùng trời bên cạnh, tổ chức cho không quân tuần ra thành thế phô trương lực lượng mục đích là đẩy uy hiếp tinh thần của bộ đội Việt Nam, khiến cho máy bay ta không dám kinh xuất manh động. Tuy nhiên, phải lưu ý là tuyệt đối không được xâm phạm vào không phận Việt Nam. Các đơn vị phòng không Trung Quốc còn nhận được lệnh nếu phát hiện máy bay Việt Nam bay vào vùng đất Trung Quốc thì cũng phải cẩn thận xem xét nếu có thể phóng đạn bắn rơi máy bay Việt Nam trên đất Trung Quốc thì mới được phép bắn. Vì sao phải làm như vậy? Liên quan đến quyết định của lãnh đạo cấp cao về cuộc chiến tranh này, họ muốn giữ cuộc chiến ở cái tính chất mà một cuộc chiến trừng phạt ngắn ngày, nói một cách đơn giản thì đánh nhanh chóng sau đó rút quân mà thôi. Với mục tiêu đó thì chỉ cần sử dụng lục quân là đủ không cần dùng đến không quân và hải quân phối hợp vì làm như vậy sẽ làm mở rộng quy mô và mức độ chiến tranh từ đó thì mức độ thương vong sẽ được nhân ra đây là nguyên nhân căn bản của việc không dùng đến không quân tuy nhiên thì đằng sau nguyên nhân được đưa ra đó lại là một sự thật được phơi bày về sự hèn nhát của quân đội trung quốc mà mãi sau này ngày nay cả thế giới mới tường tận bởi ngoài lý do muốn hạn chế quy mô và tính chất chiến tranh thì ngay từ đầu trung quốc cũng xác định không thể sử dụng lực lượng không quân tham chiến vì những lý do sau trước hết là do trung quốc không dè trước sức mạnh quá khủng khiếp của không quân việt nam vào thời điểm đó thì lực phòng không không quân việt nam được đánh giá thuộc loại mạnh nhất thế giới và điều này đã được kiểm chứng bằng việc không quân việt nam đánh bại cả không lực mỹ nổi danh là hùng mạnh nhất hành tinh ngay trước khi chiến tranh biên giới nổ ra công quân việt nam lại tiếp tục lập nên nhận chiến công hiện hách góp phần cầu cứu thoát nhân đất nước chùa tháp khỏi thảm họa diệt chủng Khmer Đỏ và sức mạnh đó cả được thăng hạng hơn sau khi quân đội ta đã thu được số lượng máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng của Mỹ sau giải phóng miền Nam. Trong đó có cả những máy bay hiện đại như máy bay cường kích A-37, máy bay tiêm kích ném bơm F-5, trực thăng UH-1, nâng sức mạnh chiến đấu của không quân Việt Nam lên một tầm cao mới. Ngoài ra, trong thời gian Trung Quốc nổ súng xâm lược, Liên Xô cũng đã cấp tốc viện trợ thêm cho Việt Nam 120 máy bay tiêm kích và hàng chục tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại. hơn với những loại vũ khí sẵn có khiến cho không phận Việt Nam trở nên bất hạ xâm phạm. Đáng chú ý trong số này, phải kể đến hệ thống phòng không cực mạnh S-125 hay có tên gọi khác là A-13 do Liên Xô tài trợ và cụ chiến tranh Việt Nam S-125 cho ra đời vào thời điểm hiện tại là hệ thống phòng không duy nhất tân bắn hạ máy bay tàng hình, đạn lên tên lửa, được điều khiển bằng sóng radio cực kỳ hiệu quả, chống lại mục tiêu di động có tầm bắn khoảng từ 3,5 đến 35 km, bay cao từ 100 m đến 118 km. Sức mạnh khủng khiếp như vậy thì hỏi sao mà Trung Quốc không đáng sợ mới là có thể nói là trong giai đoạn này, không quân nhân dân Việt Nam là lực lượng không quân mạch nhất Đông Nam Á, đủ sức ứng chiến với không quân Trung Quốc đông đảo hơn rất nhiều lần. Các chuyên gia cũng nhận định rằng, kể cả tình huống Trung Quốc công huy động không quân tham gia thì họ cũng không thể giành được phần thắng trước lực lượng không quân Việt Nam có kinh nghiệm thực hiện chiến đấu hàng đầu thế giới và cũng may là Bắc Kinh cũng đủ tỉnh táo để nhận sớm được điều đó bởi họ tự biết rằng không quân Trung Quốc lúc đó đang rơi vào khủng hoảng và yếu kém chưa từng có, cho nên một cuộc đọ sức trên bầu trời sẽ càng đem lại bất lợi hơn cho chính quyền Bắc Kinh. Mặc dù Trung Quốc cũng có số lượng máy bay lớn đấy, nhưng mà các phi công của họ đều không có kinh nghiệm tác chiến. Thế hệ phi công công cụ trong chiến tranh, Triều Tiên vào thập niên 50 đều đã nghỉ hưu, mặc dù đã gọi tái ngũ một số phi công chưa quá già, thế nhưng nhìn chung Việt Nam vượt trội hơn so với Trung Quốc. Về yếu tố con người, nhiều tài liệu của Trung Quốc cũng ghi nhận rằng trong thời gian đó, một nửa số tai nạn máy bay chiến đấu mà Trung Quốc gặp phải đều do lỗi thao tác của phi công. Năm 1966, thời gian huấn luyện bay cùng với phi công Trung Quốc chỉ là 20 bay 24 giờ trong một năm. Tới năm 1972 mới tăng lên được 40 giờ một năm, nhưng phần lớn đều không được huấn luyện bắn đạn thật, thay vào đó là sự lạc hậu về vũ khí. Trong khi vào những năm 1979, Việt Nam đã đưa vào sử dụng những máy bay tiên tiến do Liên Xô viện trợ thì máy bay chủ lực của Trung Quốc vẫn chỉ là J6 J6, một phiên bản nội địa do Trung Quốc sản xuất theo trước bởi MiG-19 mà bộ đội Việt Nam đã từng sở hữu mà quá quen thuộc cũng như là có phần lỗi thời vào thời điểm đó. Và cuối cùng trong cuộc chiến này, ngoài e sợ sức mạnh của không quân Việt Nam, thì Trung Quốc còn một nỗi lo nữa, đó chính là Liên Xô. Bởi trước khi cuộc chiến nổ ra, Việt Nam và Liên Xô đã ký hiệp ước hợp tác hữu nghị toàn diện và giúp đỡ lẫn nhau vào ngày 3 tháng 11 năm 1978 tại Moscow. Trong điều 6 của hiệp ước có viết, trong chừng một các bên trở thành đối tượng của cuộc tấn công hoặc đe dọa tấn công các bên ký kết sẽ ngay lập tức bắt đầu hàm vẫn lẫn nhau để loại bỏ mối đe dọa đó và thực hiện các biện pháp hiệu quả phù hợp đảm bảo hòa bình và an ninh quốc gia của hai bên cho nên là ngay sau khi trung quốc nổ súng không được phía Bắc Việt Nam, thì Liên Xô đã tuyên bố sẽ thực hiện đầy đủ những điều khoản cam kết được ghi trong hiệp ước này. Điều này đã khiến cho quân đội Trung Quốc rên đi nhiều phần để các bạn hơn nữa. Và nếu như là Trung Quốc sử dụng đến không quân, cuộc chiến phản kích tự vệ trên biên giới với sự tham gia của lực lượng phi chính quyền sẽ chính thức biến thành cuộc chiến tranh xâm lược. Và để 66 của Hiệp ước Hợp tác Hữu nghị Toàn diện và giúp đỡ lẫn nhau sẽ được kích hoạt khi ấy, thì chắc chắn Trung Quốc sẽ phải chuẩn bị cho sự tấn công của Liên Xô ở phía Bắc. Mà đối đầu với Liên Xô thì vốn nội danh là cường quốc quân sự hàng đầu ở thời điểm bây giờ, chỉ có thể xác định là tàn sát mà thôi. Và chính từ những lý do vừa rồi đã khiến cho không quân Trung Quốc cân nhất thận trọng khi tham chiến trong chiến tranh biên giới năm 1979, mặc cho lực lượng bộ binh của chúng ở dưới mặt đất gặp muôn vàng khó khăn, bị vấp phải sự khản quyết liệt của quân và dân ta. Xong, tôi vẫn chắc chắn rằng sẽ có người thắc mắc là tại sao Việt Nam không dùng không quân trước để tạo lợi thế trên chiến trường. Câu trả lời đó là Việt Nam cũng không muốn chiến tranh leo thang ngay từ trong kỳ trước chúng ta cũng đã phần nào biết được rằng do chúng ta vừa trải qua 30 năm chiến tranh liên tục từ năm 1945 đến năm 1975 với hai cường quốc là Pháp và Mỹ. Mặc dù chiến thắng, nhưng bộ đội ta cũng hao tổn rất lớn về nhân lực, vật lực và dự trữ quốc gia mà phải hàng chục năm sau mới hồi phục được. Chúng ta không sợ Trung Quốc, thế nhưng chúng ta hiểu được cái gì, giá của một cuộc chiến lâu dài và khốc liệt. Sau đó, chúng ta cũng không sử dụng đến lực lượng không quân rất mạnh của mình để nhằm hạn chế cuộc chiến tranh lên một cấp độ cao hơn, dài ngày hơn với phạm vi rộng lớn hơn đến đây có lẽ các bạn cũng đã hiểu phần nào vì lý do mà trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 tại Việt Nam và Trung Quốc đều không sử dụng đến lực lượng không quân đúng không nào? Còn như các bạn thì nếu như Trung Quốc vẫn ngoan cố cố sức kích trên không thì liệu rằng có thể xảy ra phần trăm máy bay may mắn nào hay không? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận bên dưới video này nhé. Ý kiến của các bạn và vấn đề này như thế nào? kính thưa các bạn thân mến lần đầu tiên các giới chức trong Bộ Quốc phòng Trung Quốc mâu thuẫn với nhau trong cuộc họp bàn về kế hoạch đánh chiếm Việt Nam trong vòng một tháng. Nếu Việt Nam tỏ ra không ngoan ngoãn, dám vượt tầm kiểm soát của Trung Quốc và cấu kết với nước khác, âm mưu chống lại chính quyền của đất nước này. Theo một nguồn tin tình báo cho biết, kế hoạch trên do một viên tướng nhiều hâu thân với ông Tập Cận Bình soạn thảo, nhưng đã gặp phải sự tranh cãi và phản ứng quyết liệt của các tướng lĩnh khác khi cho rằng kế hoạch này không có tính khả thi và lãng phí thời gian. Và sự tranh cãi trong lúc nóng giận đã dẫn đến việc sô sát thượng cạn chân, hạ cạn tay, một điều chưa bao giờ xảy ra từ chế độ toàn trị chuyên chế từ trước đến nay như Trung Quốc và cuối cùng, tiếng súng đã nổ ra khi một viên tướng chống đối và bị bắn hạ ngay tại Bộ Quốc phòng do các ngự vệ của viên tướng thân ông Tập Cận Bình thực hiện. Sự kiện này một lần nữa cho thấy sự mâu thuẫn chia rẽ bè phái trong nội bộ Trung Quốc đã diễn ra một cách sâu sắc, nhất là tại cơ quan quyền lực của Bộ Quốc phòng đúng như nhận định của các chuyên gia quân sự quốc tế, trong thời gian gần đây diễn biến mới nhất của sự kiện này ra sao và kế hoạch tấn công thông tính Việt Nam trong vòng 30 ngày của viên tướng diệu heo này như thế nào, liệu có phải là thuyết âm mưu nào ẩn chứa đằng sau đó hay không? Kính thưa quý vị và các bạn, kể từ khi biết được Việt Nam tăng cường phòng thủ quần đảo Trường Sa, tạo ra một chứa ngại vật lớn cho tham vọng làm chủ Biển Đông của Trung Quốc, và thời gian qua, việc quân đội Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ cùng với các nước đối thủ của Trung Quốc đã làm cho giới lãnh đạo của đất nước này vô cùng cay cú và khó chịu. Nhiều tướng lĩnh quân sự diệu hâu Trung Quốc đã thúc đẩy kế hoạch và gây áp lực cho ông Tập Cận Bình nên dạy cho Việt Nam một bài học và đang muốn đạt được mục đích thống trị thế giới và khu vực độc chiếm Biển Đông thế nên càng loại bỏ và khuất phục được Việt Nam bằng vũ lực và thời gian qua đã có nhiều kế hoạch đánh chiếm Việt Nam từ các viên tướng Diệu Hầu cùng các quan chức khác hiếu chiến và Bộ Quốc Phòng và trong lãnh giới lãnh đạo Trung Quốc nhưng điều nằm trong mưu kế của ông thập cận bình liệu ông ta cần có thời gian tham khảo cân nhắc thêm và mới đây nhất là kế hoạch công phu của viên tướng Diệu Hầu Li phen cũng được đưa ra lấy ý kiến của Bộ Tổng Tham mưu do Bộ Quốc phòng và đã dẫn đến các hành động mang tính bạo lực xảy ra. Tập Cân Bình và các quan chức đứng đầu Bộ Quốc phòng đang tìm cách khắc phục và xử lý hậu quả của nó. Và theo các nguồn tin quân sự mà chúng tôi có được về bản kế hoạch mang mật danh bước chân thần tốc đánh chiếm Việt Nam trong vòng 30 ngày này, theo những nội dung chính của bản kế hoạch trên, Việt Nam là quốc gia có thực lực quân sự, được cho là mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á, lại là nắm giữ kinh nghiệm chiến tranh phong phú, đặc biệt là kinh nghiệm tác chiến đối với các cường quốc quân sự, cho nên không phải nhìn từ góc độ nào, Việt Nam đều là một cục xương rất là khó nuốt. Theo trình bày của viên tướng Diệu Hâu Trên, trong chiến lược chúng ta coi thường đối thủ, như trong chiến thuật cần coi trọng đối thủ. Cho nên hành động quân sự đối với Việt Nam phải cần có một kết quả tác chiến tỉ mỉ khoa học với địa hình của việt nam rất đặc thù dùng các ví von thông thường giống như một con rắn nước kỳ quái nằm trong một cái chầu sắt ở động phía đông của bán đảo trung nam hướng nam bắc hẹp và dài còn phía đông tây lại chật hẹp Độ dài giữa Nam và Bắc đạt đến 1.600 km, còn Đông Tây, nơi hẹp nhất chỉ có 50 km. Địa thế của Việt Nam, phía Tây cao, phía Đông thấp, đồi núi và cao nguyên chiếm đến 3 phần tư diện tích cả nước. Phía Bắc Bộ Việt Nam do có hệ thống khe suối cắt đứt tạo thành hệ thống núi, hình thành độ cao so với mực nước biển là từ 300 đến 1.500. Phía Nam Bộ là cao nguyên và đồi núi diện núi rất có nhiều sông suối cao hơn so với mặt nước biển từ 500 đến 1.500 m, các đồi núi cao nguyên sông hồ gồ ghề, dòng chảy phức tạp và mùa mưa nước sông dâng cao, rừng nhiệt đới che phủ 40% diện tích lãnh thổ, cho nên đại bộ phận các khu vực của Việt Nam không thích hợp tác chiến quy mô lớn và khí giới hóa. Dựa vào bài học thất bại của quân đội Hoa Kỳ khi tham chiến ở Việt Nam và kinh nghiệm thành công trong cuộc phản công tự vệ chiến năm 1979 của chúng ta với Trung Quốc. Việt Nam sử dụng bộ đội xuân địa và lực lượng trực thăng vũ trang tác chiến tại các vùng núi rừng hiểm trợ là biện pháp tốt nhất. Chỉ cần phá vỡ được tuyến phòng thủ vùng núi phía Bắc Việt Nam, lập tức tiến vào vùng đồng bằng sông Hồng, bộ đội tăng thiết giáp sẽ phát huy uy lực tối đa, đánh tan theo hướng định. về Trung Quốc sẽ phải làm gì để có thể độc chiếm Việt Nam đây? Tuy dễ nhưng mà khó. Tuy Việt Nam yếu thế nhưng không thể nào dễ dàng có thể đánh chiếm được một đất nước như chúng ta. Với nền văn hiến ngàn năm chống giặc ngoài xâm và một trong những thất bại mới đây nhất nữa của ông Tập Cận Bình, đó là việc tình báo Hoa Nam ở Việt Nam bị phát hiện và bị bắt. Xây quanh thông tin tàu cảnh sát biển Việt Nam 8003 đến hỗ trợ tàu kiểm ngư 951 bị bẹp xuống hoàn toàn, toàn bộ phần mặt tàu, đuôi tàu bị biến dạng. Các kiểm ngư viên kể lại, vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua. Khi tàu kiểm ngư 951 đang tiến lại gần đội tàu dân quân biển, giả danh tàu cá gỗ Trung Quốc, đến neo tại khoảng cách 11,5 hải lý về phía Tây Bắc, thì bị 7 tàu của Trung Quốc và các loại dàn hàng ngang lao ra vây ép tàu cảnh sát biển 4033 và tàu kiểm ngư 951. Với sự áp đảo về số lượng và kích cờ, các tàu của Trung Quốc đã bao vây và điên cuồng nhắm thẳng đến tàu kiểm ngư 951 lợi dụng sự hỗn loạn, tàu hữu. Hữu Liên không chính đã lao đến đâm vào mặt phải khu vực hành lang của tàu kiểm ngư 951. Con tàu kéo hung hãn như trâu đi này đã kìm chặt không cho tàu kiểm ngư 951 xoay sở để chiếc tàu khác lao vào đâm. Chỉ 2 phút sau, tàu tuần hải tuần 11 tiếp cận lái tàu kiểm ngư 951 sử dụng vò rồng nước với âm mưu tấn công tới tấp nhằm triệt tiêu sức sống của tàu kiểm ngư 951 và uy hiếp đến cùng tinh thần của các kiểm ngư viên Việt Nam. Tàu kiểm ngư 951 đã phòng tránh thoát khỏi sự tấn công của tàu Hải Trung 11, nhưng ngay sau đó, Tàu kéo Tân Hải 285 to lớn chạy với tốc độ cao đâm thẳng vào chính giữa mặt trái, chỉ trong vòng 1 phút rưỡi, tàu kiểm ngư Việt Nam 951 bị liên tiếp hai cú đâm cực mạnh của tàu Trung Quốc. Diễn biến quá bất ngờ này, tàu cảnh sát biển 4033 phối hợp với tàu thực thi pháp luật của Việt Nam khác cơ động cắt mũi tàu và cắt lái thành công các tàu Trung Quốc hỗ trợ giải vây cho tàu kiểm ngư 951. Các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư dàn đổi hình tạo thành bức tường bảo vệ tàu 951. Những cú đâm và tiếp của các tàu Trung Quốc, những con trâu điên của Trung Quốc tiếp tục bám theo nhóm tàu của ta ra xa đến 15 hải lý so với đạo tàu Trung Quốc đang thải neo. Tàu kiểm ngư 951 là một trong những tàu Việt Nam có thời gian thực hiện nhiệm vụ ở Hoàng Sa lâu nhất kể từ cuối tháng 12 đến nay. Sau thời gian dài kiên cường bám trụ làm nhiệm vụ, tàu kiểm ngư 951 đã bị các tàu của Trung Quốc đâm và uy hiếp nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên tàu 951 bị thiệt hại nặng hề nhất. Hậu quả của hai cú đâm hung hãn này làm cho toàn bộ lan can màn trái bị sập và biến dạng. Những mảnh sắt bị gãy vong vên. Chìa ra sắc nhọn, một phần của xuồng bên trái cũng bị thủng tất cả giá xuồng bị hỏng nặng một phao bè cứu sinh tự thổi bị văng mất từ phần cabin trở về sau dài khoảng 10 mét bị biến dạng hoàn toàn nguy hiểm nhất là cú đâm đã gây ra những lỗ thủng ngay khoảng chính mặt trái khiến cho nước biển tràn vào các kiểm ngư viên phải gấp rút lấy nền vải và gỗ ra già cố chèn vào những vết nứt để chống chìm. Một nhà vệ sinh bị vỡ gạch và bồn vệ sinh, phần tường đã bị lõm vào ở bên mặt phải, buồn y tế, một phòng ngủ bị đâm sập lẫn vào trong cả trong, tràn vào phòng ngập, căn phòng toan vang như vừa bị bão quét qua. Trước đó thì vào lúc 8 giờ 30 phút thì các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam đã tiến vào khu vực đội tàu Trung Quốc đang thải neo, tiếp tục tuyên truyền và kêu gọi tàu Trung Quốc phải rút khỏi khu vực lãnh hại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thì phát hiện các tàu Việt Nam cách 10 hạn lý, các tàu Trung Quốc đã sẵn sàng đổi hình từ xa và đến 9 giờ sáng. Khi bày tôi Trung Quốc, các loạt đồng loạt lao ra ngăn cản tàu Việt Nam thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tàu hải cảnh 3210 với vận tốc cao 17 hải lý trên giờ áp sát mặt trái của tàu cảnh sát biển 8003. Có lúc tàu hải cảnh 321 không chỉ các tàu cảnh sát biển 8003 khoảng 270 mét, con tàu hải cảnh 2401 chỉ cách khoảng 600m hai con tàu này liên tục dùng tốc độ cao bám theo nhằm áp sát và tàu hải cảnh 3210 rồi đến tàu hải cảnh 2410 thay nhau liên tục hú còi uy hiếp tàu của Việt Nam. Trong khi đó, phía sau luôn luôn là tàu hải cảnh 31 cũng chạy với tốc độ cao theo sát đuôi tàu cảnh sát biển 8003. Sau khoảng 20 phút, thì khoảng một nhóm gồm 4 tàu Trung Quốc áp sát tàu kiểm ngư của Việt Nam. Lúc này đang ở mạng trái, phía xa tỏ ra cảnh sát biển 8003, đặc biệt to hay cảnh 13101 chạy với tốc độ rất nhanh, sóng tung che gần hết tàu, lao hết tốc độ thẳng đến cả nhóm tàu kiểm ngư của Việt Nam. Tàu này có lúc chạy xuyên qua đội hình tàu Trung Quốc, tàu hải cảnh 3210 sau nhiều lần tăng tốc hú còi uy hiếp tàu cảnh sát biển 8003 đã chuyển hướng và cùng với bốn tàu hải cảnh khác ráo riết cạn phá các tàu kiểm ngư của chúng ta. 10 giờ 15 phút cùng ngày, tàu cảnh sát biển 8003 nhận lệnh đi về hướng Tây Bắc tiếp cận tàu kiểm ngư 951 vừa bị tàu Trung Quốc đâm va. Lúc này, tàu cảnh sát biển 8003 đang cách tàu kiểm ngư 951 khoảng 12 hải lý khi đang di chuyển ra xa với cách mới là 3,5 hải lý. Sau cảnh sát biển 8003 phát hiện phía sau lái có đến 5 tàu Trung Quốc Gồm một tàu kéo, bốn tàu hải cảnh đang tăng tốc bám theo, đồng thời vừa dàn đội hình bao vây tàu cảnh sát biển 8003 theo thế gọng kìm, có lẽ đoán biết được tàu cảnh sát biển 8003 được lệnh cơ động đến hỗ trợ tàu kiểm ngư 951 nên các tàu của Trung Quốc đã điên cuồng chạy theo và ngăn cản thuyền trưởng Nguyễn Văn Hưng của tàu cảnh sát biển 8003 bình tĩnh và khôn khéo điều khiển tàu cơ động tránh nằm trong tư thế gọng kìm của các tàu Trung Quốc. Tàu hải cảnh 3210 điên cuồng tăng vận tốc lên 21 hải lý trên giờ, đổi hướng chạy dít dắt phía sau tàu cảnh sát biển 8003 ở tốc độ cao như thế. Với việc đổi hướng liên tục, rõ ràng mục đích của tàu hải cảnh 3210 là muốn lấy hướng tiếp cận, tạo ra góc đâm và vận tốc cao nhằm tạo ra nguy cơ đâm va, gây thiệt hại lớn cho tàu cảnh sát biển 8003. Đâm va cực mạnh của tàu Trung Quốc đã lộ quá rõ, tuy nhiên đại úy nguyễn vân hưng đã tìm cách đẩy tất cả các tàu trung quốc cơ động về bên mạng trái của tàu cảnh sát biển 8003. 10 giờ 45 phút nhận thấy tình hình quá căng thẳng, chỉ huy ra lệnh cho tàu cảnh sát biển 8003 tiếp tục di chuyển về hướng tây bắc mà quay về vị trí cũ cùng với tất cả các tàu Việt Nam ở phía tây nam kéo giãn đội hình tàu Trung Quốc. Lúc 12 giờ 30 phút, tàu cảnh sát biển 8003 tiếp tục nhận lệnh cơ động về phía bắc thực hiện nhiệm vụ tiếp cận tàu kiểm ngư 951 Tàu 8003 phải di chuyển với tốc độ chậm, hướng đi hẹp và khéo léo dịch chuyển nhẹ, khi đi qua trái lúc thì qua phải để tránh tầm quan sát của các tàu Trung Quốc trong quá trình tàu cảnh sát biển 8003 và di chuyển nhiều tàu Trung Quốc luôn chỉ mũi thẳng hướng về phía tàu cảnh sát biển 8003. Trung Quốc đang lựa chọn trong nước về cướp Hoàng Sa và Trường Sa như thế nào? Đường lưỡi bờ phi pháp bản đồ khổ dọc và vô lý đưa Hoàng Sa và Trường Sa vào hệ thống quản lý phi pháp là chứng cứ tố cáo Trung Quốc trắng trợn, lừa dối người dân, nhất là học sinh trong nước, hành động mỹ dân và thủ đoạn trắng trợn để chiếm hết Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Mới đây nhất, Trung Quốc đã xuất bản bản đồ theo chiều dọc có cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam nằm trong đường Đức Khúc chính đoạn hay còn gọi là đường lỗi bò của Trung Quốc thật là một trong những tẩy não vô cùng trắng trợn và nguy hại đến đất nước lãnh thổ của Việt Nam chúng ta. Chúng ta cần phải lên tiếng mạnh mẽ về bài trừ cái chiêu trò ác độc này của giới chức ông tập cận bình để có thể giữ gìn vẹn toàn nguyên lãnh thổ của đất nước Việt Nam mà ông cha ta đã dày công xây dựng và giữ gìn cho đến nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe tin tức thời sự của chúng tôi.